Quang Trung. Mình Mai, Thứ trưởng Bộ Giáo dục đúng không ạ? Mình Mai là Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Thứ trưởng Bộ Giáo dục đấy, nghĩ lắm. Có một lần ở trong cái cuộc gặp mặt các thầy cô ở tại Cần Giờ, có một học sinh Lý Tư Trọng có thắc mắc là không biết tại sao là trường Lý Tư Trọng đã giải thể từ năm 75 đến nay như thế là 30-40 năm rồi, nhưng mà tình thầy trò, tình bè bạn và truyền thống của trường Lý Tư Trọng vẫn còn mãi mãi ở trong lòng mỗi thầy cô và mỗi em học sinh. Không biết cái lý do vì sao vậy. Thì tôi đã phát biểu trong một lần gặp mặt ở cách đây cũng hàng chục năm rồi. Thì tôi có nói trường Lý Tư Trọng nó có ba cái đặc điểm lớn. Nhưng mà đó là ba cái đặc điểm về mặt chính trị. Cái đặc điểm thứ nhất đó là một cái trường vừa học tập vừa lao động. Thứ hai là một cái trường vừa học tập vừa tham gia chiến đấu. Và thứ ba đó là một cái trường đào tạo những học sinh giỏi góp phần xây dựng đất nước sau này. Đó, ba cái đặc điểm đó là ba cái đặc điểm mang cái tính chất chính trị thôi. Nhưng mà vì sao trường Lý Tư Trọng nó có được một cái truyền thống đặc biệt, thì tôi có nói thêm cho các em học sinh đó hiểu rằng nó có thêm mấy cái đặc điểm sau này nữa, tức là những cái đặc điểm về mặt tư tưởng và cái đặc điểm về mặt tinh thần. Năm 65 đó là cái năm mà Mỹ nó đưa quân nó đánh phá miền Bắc, và cũng năm đó là cái năm mà chỗ được tổ chức lựa chọn bố trí đi công tác vào Nam. Lúc bây giờ trường đó thì nhiều lớp lắm, từ cấp 1 đến cấp 2 là chủ yếu thôi. Mãi sau đấy gần giải phóng á là phải mở theo cấp 3. Lúc bây giờ học sinh thì chủ yếu học tập trong chương trình của mình là chủ yếu theo chương trình của Đức 10 năm của miền Bắc á. Đấy là áp dụng chương trình đó. Chương trình đó là chương trình mình sẽ soạn ở trong kháng chiến ấy. Chúng ta nó gọn vừa hợp với kháng chiến, đồng thời vừa hợp với trình độ của học sinh và đối giáo viên. Hồi xưa thì tôi cũng không hình dung được cái trường kháng chiến là như thế nào. Nhưng mà khi mới đến nơi thì mới thấy là trường thì ở nhà dân, còn giáo viên thì tự lo sách vở, rồi là mỗi ngày được chế độ 1 đồng ăn như học viên vậy đó. 1 đồng tiền Mỹ hồi xưa thì chỉ đủ mua nước mắm với muối, rồi còn cá mắm thì mình tự lo. Thế tôi về đó thì chưa có trường lớp gì hết. Thế rồi mới dắt tôi vô trong cái vườn dừa. Mới chỉ đó, bây giờ dựng ở đây rồi cái mình bắt đầu mình dạy. Thì từ cái vườn dừa đó tôi mới tập hợp được anh chị em. Tôi dạy văn sử địa, một thầy nữa là dạy toán lý hóa sinh. Những bài học đầu tiên mà tôi dạy các em đó là tôi nói về đất nước Việt Nam, tôi nói về con người Việt Nam đôn hậu bị chiến tranh và chia cắt hai miền. Miền Bắc thì có Bác Hồ sung sướng, còn miền Nam thì bị chiến tranh gian khổ. Thì tôi nói với các em là phải ráng mà học, học để rồi sau này mình xây dựng đất nước mình, xây dựng quê hương mình.
Chúng tôi được sinh ra và lớn lên có cùng một cái hoàn cảnh, đều là những đứa trẻ sống xa cha mẹ, được cha mẹ đưa gửi về một cái ngôi trường mà mang tên anh hùng Lý Tự Trọng. Và cũng từ đó thì tất cả mọi những đứa học Lý Tự Trọng đều được rèn luyện, đều được dạy dỗ, đều được chăm sóc, và phải nói thẳng là được truyền cho mình một cái tinh thần sống không có đầu hàng, sống dũng cảm. Trường Lý Tự Trọng là đa số là hầu hết là cái con em của cán bộ. Đây, nên do đó là các bạn học sinh Lý Tự Trọng đều mang trong mình là cái dòng máu là của cách mạng, đều là cha mẹ và chính cái cuộc sống, rồi chính trong cái học tập đó thì thầy cô đã trui rèn và giáo dục các bạn có cái ý chí là trung thành với cách mạng và tuyệt đối là phấn đấu cho tổ quốc, cho nhân dân. Các em học trường Lý Trọng ít nhất phải còn người quý viên trở lên, chứ gạo cội nó được chọn rồi đó, thì bản thân các em này nó đã có cái lòng yêu nước rất nhiệt tình, còn các thầy các cô dạy nó đó, yêu nước mới lội bộ từ Bắc vào Nam được, rồi tiếp tục cùng dạy, cùng hoạt động, cùng sống mấy em. Cho nên từ đó cái tình cảm thầy trò nó gắn bó dữ tận. Trong một bữa cơm trưa thì thầy hiệu trưởng của trường sư phạm đứng lên hiệu triệu là miền Nam đang cần, vân vân và vân vân. Thế là ngay tức khắc trong cái buổi trưa hôm đó lập tức đăng ký đoàn quân đi B. Trong đó có tôi. Tôi cõng quần áo, cõng lương thực và cõng giáo trình. Về đó thì trường chưa có, nghĩa là lớp học chưa có, thì chúng tôi phải vác đất từ ở một nơi khác khá xa, rồi chiền nhau đắp nên một cái nền nhà để làm một cái lớp học. Nhưng hoàn thành cái lớp học thì lại đắp nền nhà cho các cái phòng ở của các em học sinh. Lúc này là ở tập trung, các em ở tập trung. Cho nên là chúng hướng dẫn các em lao động giữa thầy cô cũng như là các em là rất hăng say lao động. Các em lúc bây giờ cũng đã 15 tuổi rồi, nhỏ hơn cô giáo không bao nhiêu, 15 tuổi. Mà tôi nói xin lỗi, nó chưa hề biết, xin lỗi nha, mặc cái quần lót là gì, chưa hề biết. Vậy thì trước mặt mình là một giáo viên, tôi phải kiêm luôn cả cái việc là dạy cắt đồ lót cho học trò. Rồi thậm chí nó cũng, tôi nói sâu về vấn đề này, bởi vì nó gian khổ không phải chỉ ở chỗ chiến tranh, nó gian khổ không phải về vấn đề tài liệu thiếu thốn, nó gian khổ ngay cuộc sống hàng ngày của các em mình. Đó. Rồi tôi dạy cho các em cách mặc như thế nào, tôi dạy nó cắt áo lót như thế nào, cắt quần lót như thế nào, và cả vá áo vá quần cho bản thân mình như thế nào. Nó làm được cái điều đó, mình giảm bớt gánh nặng cụ thể đi. Nghĩa là làm thầy, làm cô giáo trong cái môi trường đó, gần như kiêm luôn bảo mẫu, kiêm luôn cả là y tá, kiêm hết, nấu ăn luôn, nuôi lợn, rồi đi gặt để mà tự bổ sung thêm cái cuộc sống của mình. Đã đi học thì coi như là đã thoát ly gia đình, mặc dù còn rất nhỏ, 12, 13, 14 tuổi. Có những bạn có gia đình ở gần nơi trường đóng quân thì còn có cha mẹ đến thăm, nhưng mà rất ít. Đa phần như tôi đã đi từ năm 68 đến năm 71 mới về thăm nhà được gia đình một lần, không có liên lạc gì hết, hồi kháng chiến mà không có thư từ liên lạc. Từ 68 đến 71 khi ra trường đi công tác rồi mới có điều kiện ghé qua thăm nhà. Còn cho nên mình sống trong cái tình thương của bà con đồng bọc, với của thầy cô giáo, của bạn bè với nhau. Trong lớp á, thì cô giáo phân công một bạn học sinh nữ giá quần áo cho một bạn học sinh nam,
Mà nếu học sinh nam mà lên lớp á, mà mặc quần áo rách chưa được giá thì các bạn học sinh nữ bị phê bình, tức là không tròn nhiệm vụ. Tức là nói nôm na, một bạn nữ phụ trách một bạn nam lo giá quần áo. Bởi đó nhà trường kinh phí khó khăn, mỗi bạn chỉ được 2 bộ quần áo thôi, gọi là bộ nghiêm bộ nghỉ. Khi bị rách thì phải giá, mà nam thì không biết giá, chỉ biết may đồ lại thôi chứ giá. Cho nên cái bạn nữ phân công một bạn nữ phụ trách hai hay là một bạn nam đánh giá quần áo. Mà khi có những bạn nam có những kỷ niệm là quần áo rách không báo mà bận quần áo rách lên lớp thì bạn nữ đó bị cô giáo phê bình. Tôi vào trường năm 12 tuổi, thì khi đó đang là học sinh ở trường tiểu học ở Cần Thơ, chuẩn bị thi đệ thất. Còn 3 ngày nữa thi đệ thất thì mẹ tôi cho người rước vào, bảo là vào Lý Tư Trọng để học, vào trường Lý Tư Trọng của khu. Thì mình nghĩ là cái trường của khu nó phải lớn lắm, bởi vì mình học ở trường ở Cần Thơ thì nó là cái trường của tỉnh thôi, thì nó đã lớn rồi. Nhưng mà khi mà vào tới trường, nói là đây là cái ngôi trường, đây là trường của con sẽ học ở đây, tôi hoàn toàn thất vọng lắm luôn á. Là bởi vì một cái nhà lá nó nằm ở dưới cái luống bờ dừa thôi, nhìn sang thì là dách thì dừng bằng những cái cọng lá, mà hoàn toàn không có như là mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng phải là có điện nè, nhà lầu nè, rồi mặc áo dài. Nhưng mà nó là một cái ngôi trường như là một cái chòi thì đúng hơn. Thì đấy là cái ấn tượng, cái suy nghĩ đầu tiên khi mà tôi bước vô cái trường Lý Tư Trọng. Một lớp vậy là có rất nhiều bạn ở nhiều tỉnh khác nhau. Đấy. Thì thầy ấy, thì có hai cái lực lượng. Chủ yếu là các thầy ở miền Bắc chi viện vào. Thì cái số thầy mà mang con chữ vượt Trường Sơn vào tới đất U Minh dạy tụi cô là một cái sự hết sức là quan tâm của đảng, của nhà nước, đào tạo nguồn cán bộ cho cách mạng miền Nam là một. Cái thứ hai, các thầy, cái nguồn thứ hai là các tri thức của thành thị, có thể là Sài Gòn, có thể là Tây Đô, Cần Thơ, có thể là các tỉnh Vĩnh Long này kia nọ vân vân, các trí thức giác ngộ vào chiến khu thì đã có trình độ thì khu ủy điều về đưa vào trường giảng dạy. Thầy cô thì nhiệt tình, trò thì chăm ngoan, như vậy rồi ở được dân đùm bọc. Học sinh, giáo dục học sinh thì phải ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. À, như vậy do đó là sống với dân thì rất là được làm dân. Đánh bom tại chỗ tôi vẫn bị thương, mà học trò tức là đưa vô cái bệnh viện của huyện, các em đưa tôi trong khi nước ròng xác, các em phải kéo xuồng đưa vô, rồi các em ngồi khóc, đưa tiễn cô giáo gì là ngồi khóc luôn. Nó như vậy thì thấy rằng là phải nói rằng là nó gắn kết hơn là như là một gia đình. Những ngày đầu thì nhớ nhà dữ lắm. Lúc đó tụi cô khóc dữ lắm, tụi tôi khóc dữ lắm. Nhớ nhà, nhưng từ từ rồi cũng quen. Thì do cái mình đi học, rồi tất cả mọi người sống như mình, điều kiện chiến tranh, thì nó thể mình thích nghi với cuộc sống từ từ. Thì từ từ quen dần, rồi nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, rồi bạn bè gắn kết, ai cũng xa nhà mà, rồi thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, rồi chia sẻ, động viên nhau, cố gắng học tập. Thì từ từ nó vượt qua được những cái khó khăn, cái nỗi nhớ nhà. Thì mình xác định đi học thì giờ phải cố gắng học, rồi phải đoàn kết với nhau, phải tương trợ giúp đỡ nhau, ai cũng là xa nhà. Rồi những đứa trẻ mà bây giờ lúc đó tôi cũng được 13, 14 tuổi, nhưng mà còn có những bạn nhỏ hơn, có những bạn có 9, 10 tuổi thôi. Thì mình chị lớn thì mình phải chăm sóc em út, thì nhiều giá đồ, giá đạt cho em, hoặc là có thậm chí phải giặt quần áo cho nó cơm cho nó ăn.
thì coi như em ruột mình trong nhà thôi. Khi mình ra trường lớp 7 á, chú làm bài hội tên, hội tên của lớp. Đây, đây chữ ký của chú đây, Hải Vân đây, Hải Vân đây, chú Hải Vân đây, bài hội tên của lớp. Đấy. Còn cái trang tiếp theo là của thầy Xuân Nam. Đây, thầy Xuân Nam viết dài lắm, dặn mình nhiều lắm. Nè, hồi xưa mình không có gọi bằng thầy mà gọi bằng cậu, cậu Xuân Nam. Xuân Nam, ngày 10 tháng 1 năm 70, đấy. Cậu Xuân Nam. Còn anh sao này, ở đây là rất là nhiều bài lưu bút của các bạn. Đó. Quý học sinh mà yêu thương nhau lắm. Có một giai đoạn là ông Năm Chánh này là hiệu trưởng nè. Cái phần thưởng này là phần thưởng của em Nguyễn Thanh Tầm, học sinh học tập xuất sắc lớp 5 trường Lý Tự Trọng năm 69. Thì cái em Nguyễn, em Tầm này đó, Phan Thanh Tầm này đó, là em cô cậu ruột với cô, cô bảy cô, nên nó mới tặng cô cuốn sách này. Thì cái này á, là cái lớp B5 của cô viết lưu bút vô đây. Cái trang đầu tiên là bạn Minh Tràng viết cho cô. Bạn này hy sinh ở chiến trường ca, chiến trường Campuchia. Bạn này rất là quý, rất là quý. Hy sinh. Rồi giờ bạn Việt Thắng, bạn này giờ cũng thiếu tướng nè. Hồng Thái nè. Bạn Hồng Anh, bạn này thì từ Trần. Bạn Quốc Hùng cũng chết Covid. Bạn này chết Covid từ năm trước ạ. Bạn Nghĩa. Nói chung các bạn đều viết vô đây hết. Đầy đủ luôn, các bạn 24 bạn mà bạn nào cũng viết vô đây hết. Nhưng cô có một cái người bạn chiến đấu, cùng công tác, chiến đấu với cô. Năm 1973, cái lúc mà tổng động viên ra chiến trường, thì anh ta đi chiến trường, anh ta viết lại cho cô cái lưu bút. Và hồi xưa cô đọc cô không có cảm nhận nhiều, nhưng mà bây giờ cô đọc cô xúc động lắm. Anh hẹn hạnh ngày thống nhất sẽ gặp tại thành phố Cần Thơ, mở ngoặc nếu còn sống. Tức là lúc đó ra chiến trường là chấp nhận hy sinh, là chấp nhận chết. Cho nên là hẹn gặp lại, mở ngoặc nếu anh còn sống. Hẹn ngày thống nhất sẽ gặp tại thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ là Tây Đô, đó, là thủ phủ của miền Tây đó. Nếu còn sống. Máy bay bắn ác liệt lắm, có hai bạn hy sinh. Thì thật ra hai bạn hy sinh thì tới bây giờ chúng tôi vẫn không bao giờ quên. Còn rất trẻ mà hy sinh trong lúc hoàn cảnh là lớp là thầy cô không có nhà, buổi tối là trực thăng bắn thì hai bạn là thấy trực thăng nó bay quá thấp, nghĩ là mình bắn sẽ rớt. Nhưng không ngờ là hai bạn bắn đạn lửa lên trực thăng, nó phát hiện mục tiêu, nó phóng pháo lại hai bạn hy sinh. Trong lúc hai bạn hy sinh thì lớp chỉ còn khoảng 10, 12 bạn, mà toàn là nữ, có 2, 3 nam thôi. Mà phải quặng mình, phải khiêng hai bạn từ dưới hầm lên. Còn cái điều là khi phát hiện các bạn hy sinh rồi, một bạn thì nằm trên miệng hầm, khiêng bạn nó lên rồi, còn một bạn nữa thì không biết đâu. Đốt đốt đi kiếm quá trời luôn, không gặp. Cuối cùng thì một bạn nhảy xuống hầm, vớt coi coi có bạn có chìm chứ. Khi mà các bạn nó tin bạn trí, tôi kêu bạn đâu em xuống thử coi, thì bạn thọt cái chân xuống thì giật lên. Chị ơi, anh Lược nằm đây nè. Thì nhảy xuống kéo lên. Lên rồi chở hai bạn về lớp học.
kéo bàn để xuống tắm rửa thay quần áo cho hai bạn xong rồi. Không có thầy cô, không có một người lớn nào hết. Chỉ có mười mấy đứa mà 15, 16 tuổi thôi. Thì lúc này tụi tôi sợ kinh khủng lắm, ban đêm mà cũng khoảng 11, 12 giờ đêm. Ngồi ở trong một cái lớp đốt cái đèn dầu để hai bạn nằm. Mà một cái chi tiết mà các bạn không hình dung được đâu. Ở ngoài thì tối đen như mực, trong lớp thì hai cái người nằm đắp mùng trắng đó mà xanh quanh thì 5, 18, 9 đứa nữ vậy đó. Mà 15, 16 tuổi mà ngồi xanh quanh hai cái xác chết. Mà lúc đó mình không suy nghĩ nhiều đâu, chỉ thương bạn thôi. Thỉnh thoảng cái Ngọc Hà, tôi nhớ rất rõ thỉnh thoảng Ngọc Hà nói: anh Lược thở kìa. Cái lại dở mặt lên, dở khăn đẩy mặt bạn lên, cái bắt đầu xúc khóc ồ lên. Cái qua cái đợt đó rồi cái ngồi nghỉ. Biết là không phải mà mình thở, mình cảm giác là bạn mình thở thôi. Thỉnh thoảng cái nó lại: anh Trường thở kìa. Cứ làm vậy mà 2-3 chập cho tới 5 giờ sáng. Thì mà thấy cái đau của một những đứa trẻ mà ngồi xung quanh những cái xác chết của cái thân xác của bạn mình mà vừa mới sinh nằm xuống đó, thì mình thấy nó quá là sức tưởng tượng của những đứa trẻ. Nhưng mà tụi mình vẫn cố gắng kiềm chế, cố gắng ngồi chờ đến sáng thầy cô đến rồi lo hàng gương tận niệm cho hai bạn. Tới chiều đó thì đưa hai bạn đi để chôn. Thì đưa hai bạn đi thì cũng là lúc lớp hành quân, cùng với thời đó nè, lớp vẫn hành quân đi. Thì chỉ có duy nhất lớp, chỉ một bạn duy nhất được đưa hai bạn đó đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Còn như tiếp tục hành quân đi là chỗ mới. Sang chỗ mới chưa được bao lâu thì máy bay lại tiếp tục bắn thêm đợt nữa, thì thêm một bạn bị thương nữa. Có một lớp đó là bị bỏ bom. Đang dạy gì đây đó là máy bay đầm già nó không có đảo, mỗi lần nó đảo nó mới bỏ bom. Mà bây giờ tại vì có gián điệp ở tại ấp, thành ra nó bay ở đằng xa, thấy ở đằng xa kêu ban quân sự coi, mà mới vừa coi là bắt đầu nó phóng pháo ngay chân bục giảng. Ở xa bục giảng này nè có cái mương, mà bục giảng thì hơi cao đó, cho nên kêu các em nằm xuống, bàn nó nát hết trơn trọi, mà các em nằm xuống. Nhờ cái bục giảng này nó không có bị thương. Bắt đầu là tới một chút là tới B5 kêu bằng phản lực gì đó, phản lực hồi đó, phản lực ba chiếc nó xuống nó đảo là nó bỏ. Bởi vì mình phóng pháo hồi đó cô biết, tôi biết là thế nào nó cũng có bom, rồi nó đủ dù nữa. Rồi bắt đầu là cho các em chạy, có ban quân sự nó thổ thuyết cho chạy. Một tiếng thì phải nằm xuống, tiếng dài nằm xuống. Còn ba tiếng là phải lên chạy, bởi vì nó đảo, nó phóng xuống, nó bỏ bom đó. Là ban quân sự nó canh, nó thổ cho chạy, chạy ra tới bờ chuối luôn. Rồi bắt đầu nó bỏ ngay lốt một cái. Bắt đầu bỏ theo bờ chuối luôn. Mà các em bị gì đào hầm đó, rồi các em nó xuống hầm hết. Tới chừng mà tan rồi đó, chuối nó phóng xuống hầm vậy nè, mấy cây chuối đó phóng xuống hầm vậy đây, đi kiếm hầm không có luôn đó, bích hết chân. Mòi lên mình mẩy ướt nhẹp hết trơn. Rồi bắt đầu nó khóc, quá trời học sinh khóc. Cái bắt đầu tôi biết là thế nào nó cũng đổ dù. Bởi vì nó phát hiện rồi, nó vậy nó bỏ theo bờ chuối rồi, nó phát hiện mình rồi. Mỗi một đứa một tiểu đội, một cái chiếc xuồng. Rồi đâu có cặp chèo một và đâu có máy có gì đâu. Một em một cái tàu dừa, cái bẻ dừa gì nè. 10 đứa một xuồng thì bơi ào ào ào. Đi một tiếng hồ sau là tránh khỏi cái dòng nó đổ dù. Nó xuống cái nháy xuống đổ dù liền. Xuống hỏi cô giáo Mỹ Dung đâu. Nó có điểm ở đây mà. Nó tính mắt sống hết trơn. Rồi cái học sinh rồi ngoài dòng rồi bắt đầu bơi mấy tiếng hồ, bơi xa luôn. Tới chừng xong rồi nó rủ dù nó kiếm không có rồi. Cái lãnh đạo của trường đó là hiệu trưởng đó. Hiệu trưởng trường là tới mười mấy lớp lắm mà. Xuống kiếm là coi như mất tiêu hết trơn. Nói chờ điều này là nó bắt hết rồi. Nó bắt hết trơn lớp rồi. Rồi cái tới 10 bữa sau đó là tôi mới liên hệ được. Là coi như còn sống hết trơn. Mừng quá trời mừng, được bằng khen luôn. Được bằng khen luôn, bà hay nè, mày mà sao mà biết mà chạy hay lắm, đúng rồi, nó chết hết rồi. Bởi vì cái trường Lý Tự Trọng này nó là cái mục tiêu tìm diệt của chính quyền Sài Gòn. Nó biết rằng là ở trong khu vực này, ở vùng Cà Mau này, nó có một cái ngôi trường, con tập trung lại con của cán bộ của khu vực
miền Tây. Mà con cán bộ này nó sẽ là những hạt giống như mình nói. Còn với nó là cái mầm móng tạo ra những người Việt Cộng, gọi là Việt Cộng nòi đó. Thì nó tìm việc. Thành ra là khi mà ở trong dân thì mỗi lớp là phải phân tán ra, dàn mỏng ra, mỗi một gia đình thì ở một hai người. Rồi còn các cái lớp á, thì cũng phân tán xa, địa bàn nó xa ra, để khi mà giặc nó càng ở địa bàn này thì cái địa bàn kia, lớp kia nó không bị ảnh hưởng chẳng hạn. Giặc giả nó càng quét, có khi nghỉ hàng tháng không học được, phải trốn tránh nhé. Học sinh nhỏ nhỏ thôi trốn tránh, sau đó rồi mới học tiếp. Đang học như thế này thì giặc nó càng phá, thì phải bỏ cái địa điểm này đi một địa điểm khác, từ vùng rừng tràm này mà phải đi xuồng chèo 2-3 ngày mới xuống rừng nước để cất trường. Chính học sinh đốn cây đốn lá cất trường, ở nhà trường có cán bộ của nhà trường lớn tuổi mới hướng dẫn học sinh đốn lá như thế nào, đốn cây như thế nào, cất cái nhà như thế nào. Vì mình nhỏ quá mình chưa làm được, nhà trường có cán bộ hướng dẫn. Mà đi tới địa điểm mới thì phải đốn cây đốn lá cất trường, có khi hàng tháng mới học được. Rồi nếu mà giặc tiếp tục nó đánh địa điểm mới thì mình phải dời địa điểm khác. Lần đầu tiên tôi trốn hồng với mặt cho nên tôi hồi hộp lắm, nhưng mà rồi cũng trấn tĩnh lại, bởi vì mình đang có học sinh đây, mình mà làm cái gì lỗi thì nó chết, mình cũng chết mà nó cũng chết, mà nó chết thì không thể được, không chấp nhận được, vì nó chết thì mình cũng không yên được. Tôi có những lúc ban đêm đó là phải dẫn mấy đứa học trò nam lội qua sông Tân An để đi qua chỗ Le Le đó để mà ẩn bên đó, rồi các trò nữ thì ở nhà trong dân, để khi giặc có tới hỏi thì người ta nói con cháu người ta, mà ổng làm vậy thì các cháu làm sao ở được, không cách nào ở được mà chỉ có làm vậy. Nhưng cái tốt của dân đó, người ta đóng kịch như mà sự thật là như là con cháu. Trong những năm tôi dạy chỗ Lý Trọng thì cũng không có những trường hợp nào mà cái quan hệ giữa học trò và thầy cô giáo với gia đình của dân nó thiếu làm ăn, lúc nào cũng rất là tình cảm. Cái lớp 30-40 em đó thì thầy cô mới phân gửi ở nhà dân, mỗi nhà dân một hộ của dân vậy đó, mình gửi được 2 em, mà trên toàn tuyến 3-4 cây số gì đó là mình gửi được 30-40 em đó. Thì nhà dân người ta nuôi mình đó, nhà dân người ta nuôi mình, rồi trong cái điều kiện giặc giả thì thầy cô kết hợp với gia đình dặn dò là mình ở đó thì con thứ mấy của gia đình, ví dụ lớn thì mình là thứ hai, nếu mình ở nhỏ hơn gia đình thì mình là đứa thứ ba, thứ tư, nhận người gia đình người ta nó nhận là con của người ta, đứa từ thứ hai đến thứ út. Đó là một cách rất là hay để giặc giả nó vô nó hỏi thì mình trả lời cho ăn khớp. Cho nên cách mạng thành công mà trường Lý Trọng tồn tại và phát triển, còn những em bây giờ 60 tuổi đó, là cũng nhờ dân bảo vệ, dân nuôi, không có đó chết rồi. Sữa bò gạo, nhưng mà khi đói rồi các em ăn chỉ còn một nửa thôi, nửa lon sữa bò gạo, rồi thậm chí đói quá nữa không có đi ra thành mua gạo được thì các em ăn 1/3 thôi, tức là ăn cháo, phải nấu cháo ăn.
Có những lúc là phải ăn là ăn độn, rồi có những lúc là phải là lấy chuối á, chuối chát đó làm cái tấm toan đó mình mới lấy đinh đâm ra rồi mình mài ra để mình ăn. Cái mắm thì nó là rất đắng, nên do đó nếu mình ăn nấu ăn thì không được, nên do đó là phải nấu nhiều nước và bỏ cái nhân mà cái mắm ra nó rất đắng chát đó là mình để bỏ ra nấu vài nước đó là mình ăn để thay cơm. Nhiều khi không có gạo ăn. Đi hồi ở dân miền Nam mình có cái câu là ngoài đồng vàng mơ mà trong nhà mờ mắt đó, tức là tôi nhìn ra ngoài đồng thì cái cọng lúa nào mà chín đó thì mau mau dùng cái dao nhỏ đó ra cắt cái cọng lúa đó vô, bỏ vô cái nón tối rồi mới chà ra để lấy cái hạt gạo đó thì nấu cháo thôi. Nấu cháo nhưng mà mình đi kiếm cá được thì dân nhà dân ta có gạo, ta nấu cơm, dân nấu cơm thì họ nấu canh chua, vậy là mình ăn cháo với canh chua. Mà ăn cháo canh chua mà cũng ngon luôn. Nấu một cái nồi cháo, nấu rất là nhiều nước, rồi hai chị em mới cố gắng đi quậy, quậy cho nó loãng ra. Không phải là ăn liền nha, mà để sáng làm sao cho nó đặc lại giống như bánh đúc vậy đó. Tối tôi đi kiểm tra xem mấy nhỏ có học không, thì đều có học hết. Nhưng mà rất đặc biệt là một cái thao bông súng lột rồi, cộng như cái diện nước mắm, nó chấm nó ăn. Nó đói quá, tôi hết đói thì tôi rớt nước mắt. Đây, tôi mới kêu giờ ra, giờ đề nghị không có ăn bông súng chấm nước mắm nữa. Đi qua nhà chú ở, suốt 4 năm lâu gạo gì vậy nó con. Rồi tụi bay ăn, chú cùng ăn tụi bay luôn. Riêng tôi đó là có một cái ông nội nuôi cũng họ Quỳnh. Thì ông nội nuôi lúc đầu đó thì tụi tôi nấu cơm riêng ăn. Rồi sau đó thì ông nội không cho. Ông nội nói là phải ăn chung với gia đình, ông nội có gì thì các con ăn cái đó. Rồi khi mà tôi qua học sư phạm thì nhớ là ông nội đó mua cho tôi một cái áo vải ú đen. Để khi qua sư phạm nó có áo, bởi vì thấy cháu nội của mình đó là quần áo rách hết rồi. Lúc là tôi chỉ còn có một bộ đồ thôi, một bộ đồ là áo thì sơ mi, nhưng mà sơ mi đen, rồi quần thì quần bà ba. Nhưng mà lúc giỡn, tắm giỡn ở trên sông là cuối cùng rồi là bị nước là cuốn trôi mất là cái quần dài bà ba. Thì còn cái quần ngắn là mặc khoảng một tuần lễ, sau đó thì được là bạn bè cho một cái quần rồi sau này mẹ tôi mới gửi đồ lên thì mới có quần áo mặc như thế. Nữ mấy đứa gái này thì... đâu có quần, gọi là không có quần áo gì nó đẹp mà mặc áo gì. Gọi là hồi đó gọi là giải bà phước, giải bằng bột á, là mấy cái bằng bột đó tháo ra rồi đâu có nhuộm gì được, thì nhuộm bên đèn. Nhuộm bên đèn thì lúc mà trời mưa đó thì màu đen nó dính hết vô người con gái. Mà nói thiệt là phụ nữ mà tuổi đó là còn thơ ngây mà lại gặp những cái ngày mà không được bình thường nữa thì thôi hết sức khổ. Vậy là mới có cái câu chuyện là mới ngồi với nhau, ham quá mới tính là đi cấy mướn. Đã mua một cái áo gọi là thời đó là bombin sang pho là tốt nhất rồi. Mới tính thôi, chưa có làm. Thì mấy thằng con trai nó nghe được. Nó nghe được, nó làm thơ. Đời nam sinh người ta cho bà phước, đời nữ sinh lại được sang pho. Bạn ơi đừng có sao đó, chị ta mặc đẹp thì ta đẹp cùng, chứ đẹp cùng cho trong mặt kép á. Sáng nó rải giấy nguyên cái đường đi đó. Mà thật ra có đâu. Chưa mai, chưa mua. Mới tính đi cấy mướn thôi. Mà nó đã như vậy rồi đó. Chúng tôi hay gọi chúng tôi là những đứa trẻ song sinh. Mặt khác trứng. Tức là tính tình thì không giống nhau. Nhưng mà song sinh và lớn lên. Chính sự song sinh đó đã cho chúng tôi một cái tình yêu thương nhau. Yêu thương đến mức là không thể không có nhau. Và bây giờ thì đã ra trường 60 năm rồi. 60 năm xa nhau, đứa thì mỗi đứa một cảnh, đứa thì hoàn cảnh gia đình, đứa thì làm nghề này, đứa thì làm nghề kia, đứa cuộc sống cũng khác nhau luôn. Nhưng khi gặp lại nhau, không nói chuyện hiện thực, mà hiện tại mà chỉ nói chuyện ngày xưa. Và khi nói chuyện ngày xưa thì khóc cũng có, nhắc những đứa hy sinh thì khóc. Rồi sau đó kể những chuyện cũng nói hy sinh nhưng mà lại cười, cứ khóc, cứ cười, rồi cứ kể chuyện. Có thể như vậy mà sáng đêm bên nhau. Và tất cả những câu chuyện đó, những cái điều đó bây giờ không thể nào tìm được. Vậy chúng tôi coi đó là một cái ký ức vô cùng đẹp,
của tuổi thơ. Chế độ học sinh thì mỗi một người tháng được mười mấy ký gạo. Thì lúc đó tôi ở với bạn Hiếu, hai bạn lãnh gạo về để nhà người dân, mình ở nhà dân mà. Thì mới hai ba bữa đi học về thì gạo mất hết, còn có vài ba ký à, thì không có gạo ăn. Thì thầy Phương Nam với thầy Năm Phước thì có đến làm việc với chủ nhà, thì nhà người ta không chấp nhận, ta nói chó mèo ăn chứ người ta không có lấy. Thì cuối cùng tôi nhớ trước khi về thầy có nói một câu, thầy nói từ đây đến hết tháng hai đứa chịu khó ăn cháo đi học. Thì thầy nói để thầy nói trước mặt gia đình người ta thôi. Nhưng sáng hôm sau thì hai đứa cũng nấu cháo ăn rồi đi học. Nhưng mà qua thầy Năm Phước nói một câu là trưa học xong hai đứa ở lại ăn cơm với chú, xong rồi hãy về chứ mấy chú không có bỏ con đâu. Mà nghĩ chế độ của thầy cũng tháng có mười mấy ký gạo mà, mà phải chia sẻ thêm cho hai học sinh để cùng vượt qua những cái lúc hoạn nạn vậy. Thì tôi nói thật cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thăm thầy. Thầy giờ thầy ở Sóc Trăng. Cách đây mấy năm thì tôi cũng có tổ chức cái lớp xuống thăm thầy. Thầy dạy cô, thầy dặn ở trong này nè. Mà thầy viết và thầy gạch chân luôn. Ra trường phải giữ vững tinh thần, sốc tới nè, giữ vẹn khí tiết nè của người cách mạng nè, không hoang mang, không dao động, không kêu ca. Thầy dạy vậy đó. Cho nên là hành trang đi chiến đấu mang theo những cái tình cảm, những cái lời dặn của thầy. Đây, thầy Lương Sơn Nam rất là yêu quý. Tôi cũng nói với thầy Sáu Đăng, thì tuy là thầy hiệu trưởng nhưng mà trường á 500-600 học sinh, nhưng thầy gần như biết tên gần hết. Thầy có cái thầy biết tên gần hết. Thì thầy cũng theo dõi học sinh từng chút luôn. Thì tôi nhớ năm 71, 72 gì không rõ thời gian lắm. Sau một trận càn ở Tân Hòa, Sông Đồng, thì ngay khu vực nhà của má tôi ở, thì tối rồi nó càn giặt sư đoàn món nó càn mà, thì tối khuya khoảng 10 giờ thì chú Sáu đi với một học sinh nữa nam đến gõ cửa nhà tôi. Thì má tôi ra, má tôi biết thầy thì ra hỏi, thì má hỏi chứ chú đi đâu, nói đi thăm học trò. Thì má chỉ cho chú đi, dẫn học trò dẫn chú đi từng nhà thăm coi ngày đó lính nó càng như vậy là học trò mình có ai có sao không đó. Thì mình muốn nói cái sự quan tâm của một thầy hiệu trưởng, biết bao nhiêu việc nhưng mà thầy vẫn quan tâm đối với học trò từng ly từng tí. Thầy ở bên trường kia mới về liên lạc với lớp bên đây. Mà ở miền Tây mấy em các đồng chí biết đó, miền Tây rồi đó cái thời buổi rậm rạp rắn hổ dữ lắm, rắn hổ mang dữ lắm. Thầy đi trên đường về bị nó cắn chết, mất một cái thầy giáo của mình à, thì thấy rất là xúc động. Tôi nhớ hoài tôi không quên. Có một lần là máy bay bắn ban đêm, máy bay thì bắn cũng ác liệt lắm. Thì khi mà máy bay xuống bắn, trực thăng bắn thì thầy trò cùng chạy vô hầm, tới ai ở gần hầm nào thì chạy vô hầm đó thôi. Thì bữa đó thì có thầy Năm Phước chạy vô hầm thì thầy chạy vô trước. Tụi tôi thì học trò không có biết là thầy vô rồi. Nhưng mà vô đầy hầm rồi thì thầy mệt lắm. Thầy thở, nghe thầy thở hổn hển không hển thì thầy cũng hơi sợ. Thì sau đó thôi thầy mệt thì thở dữ lắm, thở còi. Thì bạn Việt qua ở ngoài bạn mới vô, bạn nói đứa nào thở dữ gì bay. Thì ông thầy Năm Phước ở trong, thầy nói thầy à con, ở chú à con, thầy nói chú à con. Tụi tôi phát lên cười nhưng mà cũng sợ, nhưng mà thầy rất là vui vẻ. Coi như thầy, mình muốn nói đây là nói sự gần gũi hòa đồng giữa thầy trò, không có phân biệt. Chứ gặp như một nơi nào đó hoặc như giờ kiểu đó là có thi là bị kỷ luật hay bị kiểm điểm, bị phê bình rồi đó. Đấy là đấy, đấy thì nói chung là hồi xưa đó là tình cảm thầy trò quý lắm, thiêng liêng lắm. Học trò rất là trân trọng, rất là quý mến, rất là gần gũi với thầy cô. Thầy cô như cha, như mẹ, không phải chỉ có dạy chữ, dạy nhân cách, đạo đức, lối sống. Không, tụi cô là biết mai, biết giá, biết đối xử, ứng xử với nhau là thầy cô dạy hết, dạy như cha, như mẹ. Đấy, đây là một cái đấy. Cô có một cái kỷ niệm nữa là cái cuốn này. Cái này
là cũng lúc cô ra trường. Hồi xưa cô học thầy Tam Vân, thầy Hải Vân là chủ nhiệm lớp 6, lớp 7 của cô. Thầy làm một cái bài thơ gọi là hội tên của lớp. Thì lúc nãy cô nói lớp cô 35 bạn rồi ra trường với trốn người bộ đội, cho đến lúc ra trường còn 24 bạn, 12 nam, 12 nữ, lớp B5. Thầy đặt mấy câu thơ, tất cả tên của các bạn vào đây. Cô đọc cho các bạn nghe, lớp cô 24 bạn ra trường. Minh Phương, Bích Thủy, Lệ Hồng, Việt Hùng, Minh Quốc, Minh Đông, Lệ Hằng, Hồng Cầu, Hồng Hạnh, Hồng Nhân. Hồng Cầu là con của thi sĩ Nguyễn Bính, Nguyễn Bính Hồng Cầu rồi. Hồng Cầu. Hùng Anh, Hồng Thái, Thu Ngân, Minh Tràng, Phạm Hùng, Việt Nghĩa, Thanh Phong, Thu Ba, Minh Úc cùng chung một nhà. Hồng Phương, Ngọc Điệp, Bé Ba, Việt Thắng, Thanh Hải đều là anh em. Nay dù tung cánh khắp miền, tình thầy, tình bạn, nghĩa trường chớ quên. Có một chút vô kỷ luật, nhưng mà vô kỷ luật rất là đáng yêu, tức là trốn đi bộ đội. Sau này cô đi ra công tác về địa phương, cô thấy rằng khi mà gọi đi nghĩa vụ, người ta còn tìm cách ta trốn. Nhưng mà mấy em này yêu cầu học, nhưng mà mấy em cứ trốn đi bộ đội. Cho nên khi mà bộ đội về đóng theo xóm, theo làng đó, thì chiều nào thì mấy cô giáo cũng phải đi theo đó để mà nắm bắt tình hình mà dặn dò mấy em. Nhưng mà nó có một cái chuyện cũng ngộ ngộ nữa, tức là bộ đội thì rất thích mấy đứa này, cho nên hay là rủ rê thì mấy em tới đi. Cho nên đi là cũng phải làm quen với bộ đội, dặn dò rằng thôi đừng có rủ mấy em học trò, tại vì rủ là học trò đi thì tụi tôi bị kiểm điểm chết. Các em lại thích đi bộ đội, nhất là các em nam. Nội làm cái công tác hàng ngày để cho các em đừng có đi bộ đội. Mình nói các em là mình cầm viết cũng giống như cầm súng thôi. Thành ra là cứ là ráng mà cầm viết cho tốt. Còn súng thì có phân công rồi, thì trách nhiệm người khác người ta lo. Còn mình thì phải ráng mà học. Sau khi đắp nền nhà xong, xây dựng trường xong, thì các em lại trốn đi. Có cái đoàn bộ đội đi ngang là các em đi theo, 4-5 em tuổi lớn đi theo bộ đội. Và chúng tôi báo về cho thầy hiệu trưởng thì hiệu trưởng cũng tá hỏa đi tìm, nhưng mà tìm không được nữa. Sau đó thì được biết là các em đã đi theo cái đoàn bộ đội đi ngang qua. Thì đặc điểm của trường Lý Tự Trọng là như thế, tức là các em rất ham học, rất muốn nâng cao kiến thức, nhưng lại rất ham mê đánh giặc. Là lòng căm thù đã có ở trong lòng của các em, và các em cũng xuất phát từ các cái gia đình cách mạng. Cho nên các em đi vào đó là ngoài cái việc học tập ra, các em còn rất là mê đánh giặc, sợ là mình không được đi đánh giặc cùng với, rồi giặc nó chạy về hết, không đánh được. Bởi vì lúc đó là cũng là cũng có nhiều cái chiến thắng rất là to lớn của quân và dân miền Nam. Cho nên các em sợ không được, là mình không còn được đánh giặc nữa, cho nên các em trốn đi. Hỏi nó nói như thế. Lớp B2 đó tôi có người bạn là rất thân là Nguyễn Duy Thông. Bởi vì cũng đồng cảnh ngộ là cha hy sinh, mẹ thì đi công tác. Cho nên là hai chị em đó là gắn bó với nhau. Khi mà Nguyễn Duy Thông đi ra công tác, thì Nguyễn Duy Thông ở cái thành đội Cần Thơ và đi đánh cái trận ở năm 68, 69 khoảng đó đó. Thì Nguyễn Duy Thông là bị nổ trái rồi bị thương, bị giặc bắt được. Thì không bao giờ khuất phục. Nguyễn Duy Thông đó là khi mà bị thương đó, lại nó dụ dỗ mua chuộc để Nguyễn Duy Thông là khai báo này kia, thì Nguyễn Duy Thông là cứng rắn không bao giờ là đầu hàng phục. Học sinh Lý Tự Trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã đóng góp 100 liệt sĩ ở trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ít có một cái trường phổ thông nào học sinh nhỏ, trường nhỏ nhưng mà lại có một tâm hồn lớn, ý chí lớn, quyết tâm lớn. Từ khi giải tán rồi,
trường Lý Tự Trọng, các em lại tiếp tục học ở các địa phương, ở các cái trường trung học ở địa phương, trường cao đẳng, trường đại học, và sau này các em tốt nghiệp thì các em đã xứng đáng ở những cái vị trí lãnh đạo, những cái vị trí ở phục vụ đất nước ở trong các ngành như là giáo dục, y tế, khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Có những em là kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, văn nghệ sĩ. Có những em tham gia vào cấp ủy lãnh đạo. Có những em là tham gia trong quân đội, là những tướng lĩnh, thiếu tướng, trung tướng. Có những em, có em là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư của tỉnh, vân vân. Ba mẹ mình là bộ đội, mình được học với những cái thầy cô, người thầy, người cô từ các cái từ miền Bắc, rồi từ thành phố vào, cho mình một cái suy nghĩ, một cái lý tưởng rất là đẹp. Học để mà phục vụ nhân dân. Nói là học phục vụ nhân dân chứ không có nghĩ đấy là yêu nước, bởi vì đó là đương nhiên rồi. Mình học là mình để phục vụ nhân dân chứ không phải để cầu vinh cầu lợi gì cho mình cả. Cho nên là mình nghĩ cái con đường này là con đường duy nhất, không có con đường nào khác hết trơn. Khi Bác Hồ mất thì cô có cái may mắn là cô được bây giờ người ta hay gọi là MC đó. Thì cô làm được, có cô làm được cái đoạn đó. Mà bây giờ hỏi cô đọc cái gì đó cô cũng không nhớ. Vì lúc đó chắc là nó khóc quá, cảm xúc nhiều quá khóc. Không phải đối với tụi cô không, mà cô giáo cô khi mà nghe Bác Hồ mất á là ngất xỉu luôn. Hiểu không? Còn như cô, tụi cô có biết gặp Bác Hồ bao giờ đâu. Mà khóc, khóc như là chú, là bác, là người ruột thân thiện của mình, nghĩa là người thân nhất. Rồi Bác Hồ đối với tụi cô là một cái gì đó để mà phấn đấu. Con thấy không? Ví dụ như là cái danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ là cái danh hiệu cao nhất của tụi cô để mà phấn đấu. Thì cô được may mắn là cô được cái danh hiệu đó liên tục mấy năm gì đó. Đến cuối năm 69 là cô học xong lớp 7, cô ra trường. Thì lúc đó cô có một cái kỷ niệm là cô lớp 7 cô được học sinh tiên tiến. Cô được một cái tặng phẩm. Đây là cái cuốn sổ mà cô giữ từ năm 69 tới giờ. Cái này là tặng phẩm của trường Lý Tự Trọng. Có chữ ký của chú Sao Đăng. Chú Sao Đăng, cô học, nói chung là trường Lý Trọng có nhiều đời hiệu trưởng. Thì cô học từ năm 67 cho tới năm 69 là thầy hiệu trưởng là thầy Trần Đăng. Trần Đăng, này chữ ký của chú Sao còn đây. Ha. Trường Lý Tự Trọng tặng cháu Nguyễn Hồng Hạnh. Hồi xưa là cô là Nguyễn Minh Hạnh, nhưng mà lúc đó Hồng với Minh này, từ chữ lót ở trong kháng chiến thì nó tùm lum lắm. Coi như là nó theo xu hướng, tại lớp cô nhiều Hồng lắm cho nên là cô cũng Hồng luôn. Hồng Cầu, Hồng Hạnh, Hồng Nhân này kia nọ là Hồng luôn. Đấy, đó là học sinh xuất sắc năm học 68-69. Ngày 31 tháng 3 năm 69 thay mặt ban giám hiệu Sao Đặc, thầy Trần Đặc. Được rồi, kỷ niệm mà cô giữ tới bây giờ, năm 69 tới giờ. Thứ nhất là cái quan hệ với dân, cũng có thể nói là đối với dân thì trường Lý Tự Trọng gắn bó với dân, không phải chỉ trong kháng chiến đâu. Dân coi trường Lý Tự Trọng, các em, các cháu trường Lý Tự Trọng là con em của mình. Ngược lại, các em trường Lý Tự Trọng coi dân như là cha, là mẹ nuôi dạy mình. Và không những trong kháng chiến mà ngay trong thời bình, các em cũng còn giữ được cái quan hệ gắn bó với dân, cũng tiếp tục đi xuống các địa phương để xây dựng đường xá, trường học và đóng góp với địa phương. Đó là một mối quan hệ mà nó làm nên một cái yếu tố về mặt tư tưởng rất là quan trọng. Yếu tố thứ hai là quan hệ thầy trò. Đã suốt cả giải tán từ năm 75 rồi, đến nay thì cũng đã 3-40 năm rồi, nhưng mà tình thầy trò vẫn còn mặn đồng như xưa cũ. Các em, các cháu vẫn gắn bó với thầy, với cô. Các thầy cô vẫn coi các em như là những học sinh của mình những ngày xưa ấy. Và cái mối quan hệ thứ ba là tình bè bạn, tình đồng đội. Các em trường Lý Tự Trọng gắn bó với nhau mật thiết, như là anh em mà khó quen được.
mặc dù đã xa cách 3-40 năm và các em đã trưởng thành, bây giờ thì đã về hưu rồi và có em đã thành ông thành bà rồi, nhưng vẫn coi mình như là những người học sinh Lý Tự Trọng ngày ấy. Và thứ tư là một cái mối quan hệ với môi trường, bởi vì môi trường ở miền Tây Nam Bộ là rất khó khăn, bốn bề là sông nước. Nếu sống ở cái môi trường đó mà không biết bơi, biết lội, biết chém già để mà tránh giặc, rồi để mà sản xuất, để mà trồng trọt, để mà chăn nuôi cùng với đồng bào, thì cái môi trường đó nó rất là khó khăn. Đồng thời ở cái môi trường đó thì trường nó luôn luôn di động, không ổn định ở một chỗ đâu, mà có thể di động hàng năm, hàng tháng từ nơi này sang nơi khác. Với những cái môi trường nó khó khăn như thế mà nó là một cái thử thách làm cho các em trưởng thành và lớn lên. Đó là bốn cái mối quan hệ về mặt tư tưởng, bốn cái đặc điểm thuộc về mặt tư tưởng, và cuối cùng là ba cái đặc điểm về mặt tinh thần. Thứ nhất là cái tính kiên trì, kiên nhẫn, bền bỉ, vượt qua khó khăn. Đó là một cái phẩm chất cần cù lao động của người dân miền Tây Nam Bộ mà các em đã tiếp thu, tiếp cận được ở trong cuộc sống, trong hoạt động của mình. Cái đặc điểm thứ hai tức là ý chí, nghị lực, quyết tâm cao, mà ngày nay chúng ta gọi nó là khát vọng tuổi trẻ. Đấy, thì cái phẩm chất đó nó là một cái phẩm chất của người nông dân miền Tây Nam Bộ, khí phách anh hùng, cái kiểu như thế. Đó là ý chí, là nghị lực, là quyết tâm. Cái đặc điểm cuối cùng đó là niềm tin và hy vọng. Nếu trường Lý Tự Trọng mà không có niềm tin, thầy trò cô chú ở trường Lý Tự Trọng mà không có niềm tin, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào Bác Hồ, gần hơn là thầy tin vào trò và trò tin vào thầy, cái niềm tin đó nó tạo nên thành một cái sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Nhưng mà niềm tin gắn với hy vọng, bởi vì vẫn nghĩ rằng thế nào đất nước cũng thống nhất, ngày đoàn tụ thế nào cũng diễn ra. Và như vậy tức là một cái hy vọng, một cái mơ ước mà thầy trò đường Lý Tự Trọng gắn bó trong cái niềm tin và hy vọng đó. Chúng tôi tự hào là đơn vị duy nhất thời phổ thông, học trò phổ thông mà được phong là anh hùng lực lượng vũ trang. Và cũng tại ngôi trường Lý Tự Trọng bây giờ, nó là cái trường chuyên của Cần Thơ, tức là nó được học những em học sinh mà học giỏi đó thì được về trường này. Thì chúng tôi cũng tự hào, ít ra là nó cũng được, mỗi lần nghe nó được giải thưởng quốc tế hay giải thưởng toàn quốc hay gì là tụi tôi mừng lắm. Tại vì cũng được một lần nghe sướng tên lên chữ Lý Tự Trọng là thấy hạnh phúc rồi. Nghĩa là không biết Lý Tự Trọng đó là bây giờ thời nào chỉ nghe ba chữ Lý Tự Trọng là thấy hạnh phúc rồi. Thấy mình làm như mình lân lân, mình tự hào là mình là Lý Tự Trọng. Thì chính cái điều đó đó, nó đã kết nối nhiều thế hệ của Lý Tự Trọng để tạo thành một cái lòng tự hào của những đứa con trường Lý Tự Trọng. Và cũng là trách nhiệm những ai mà mang ba chữ Lý Tự Trọng là tự nhiên thấy mình có trách nhiệm là phải bảo vệ hết mình, dễ cả cái cuộc đời mình vì ba chữ Lý Tự Trọng. Khi mà các em mà chuẩn bị đi đó, hết tức là hết lớp rồi, các em xa trường đó thì cảm động lắm. Các em cứ là quấn quýt như vậy. Tôi mới viết một số cái bài thơ để tặng các em, ví dụ như vì nghèo nên chú không quà, chú xin tặng một bài ca lên đường. Cháu ơi vỗ cánh muôn phương nhớ không, cô chú dưới trường vẫn mong tuổi xuân luôn nở hoa hồng, gian lao không chuyển tấm lòng kiên trung. Xa trường cháu có nhớ không, mảnh vườn cách mạng đã trồng nhiều hoa. Đời ta đời vui tiếng hát câu ca, đời ta là cả bài ca lậu gà. Đêm thu trăng trải nắng vàng, chữ tư sách mới tình tình càng keo sơn. Lên đường cháu trả nghĩa ơn, bao năm trong sóc ông ăn cần thầy cô,
lên đường nối chí Bác Hồ, giang tay xây dựng cơ đồ Việt Nam.